Chào mừng các bạn đến với chương trình Society được phát sóng vào 19 giờ mỗi tối. Tối qua, Taylor Swift đã tiết lộ bìa album chính thức Công chúa nhạc đồng quê xuất hiện nửa mặt trái, bị che bởi những dòng chữ và tiêu đề báo của những tạp chí danh tiếng. Nhiều người dự đoán Reputation đang nhắm vào giới truyền thông, trên phông nền trắng, cổ đeo choker và để lộ một vai. Còn nhớ cách đây một tuần trước, Taylor Swift khiến công chúng đứng ngồi không yên khi toàn bộ các trang mạng xã hội và website chính thức của cô bị xóa hoặc bỏ theo dõi toàn bộ các tài khoản khác. Nhiều người lo sợ rằng Taylor đã trở thành nạn nhân của hacker, tuy nhiên đó đơn giản chỉ là màn nhã hàng cho album thứ 6. Reputation của cô sắp được tung ra vào ngày 10 tháng 11 tới đây mà thôi. Dọn đường cho sự trở lại hoành tráng sau 3 năm, Taylor Swift đã khiến các fan vô cùng phấn khích với hàng loạt ảnh về rắn trên trang Instagram. Vốn bị dư luận bóc mẻ là rắn độc, lần này Taylor Swift lấy luôn ý tưởng cho sản phẩm mới như cú tát vào mặt tim fan và truyền thông về những điều tiếng suốt thời gian qua. Hiện tại người hâm mộ đang cực kỳ háo hức và nóng lòng sự trở lại của công chúa nhạc đồng quê sau 3 năm dài kín tiếng. Mới đây Phương Thanh lên tiếng phân trần khi đọc được thông tin cô Thay Thu Phương, vợ cũ của Huy MC, tát Hồ Ngọc Hà để đăng đe. Giọng ca chống vánh cho biết thông tin này là sai sự thật và cô không hề tát Hồ Ngọc Hà. Nữ ca sĩ thật sự rất bức xúc khi chuyện cũ từ xưa lắc xưa lơ bỗng dưng bị đào xới lại, dù trước đó cô đã lên tiếng đính chính. Trước đây khi Phương Thanh lên tiếng về tin đồn trên, Hồ Ngọc Hà đã vào để lại bình luận cảm ơn nữ ca sĩ và nói rằng chỉ cần hai chị em bạn bè xung quanh hiểu chuyện là được. Tình cảm giữa Hồ Ngọc Hà và Huy MC đến nay vẫn còn là một ẩn số chưa có lời đáp. Nữ hoàng giải trí từng bị nghi là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của Huy MC và Thu Phương, đặc biệt khi cả hai bị bắt gặp hôn nhau trong ô tô khiến mọi việc bùng nổ, nhất là thông tin ca sĩ Phương Thanh thay mặt Thu Phương tác cảnh cáo đàn em Hồ Hà. Sau một thời gian, cuộc hôn nhân của Huy MC và Thu Phương kết thúc. Tuy nhiên, một lần nữa người trong cuộc là Phương Thanh đã lên tiếng phủ nhận sự việc trên. Cách đây ít phút, fan Như Thảo viết status khá dài với lời lẽ gay gắt được cho là gửi đến Ngọc Thúy. Kèm theo đó, fan Như Thảo còn đăng những hình ảnh Ngọc Thúy và một số cư dân mạng không chỉ nói xấu cô mà còn dùng lời lẽ không hay với bé bồ câu, con gái fan Như Thảo trên trang cá nhân của mình. Cô đanh thép khẳng định những gì Ngọc Thúy làm lâu nay chỉ khiến thiên hạ khinh vì sự đê tiện bị ổi. Vì tiền dám làm những chuyện gạt người, bất hiếu với cha mẹ, bội tính, bất nghĩa. Vì tiền mà điên loại đến mức ngồi trong vũng bùn mà vẫn phải đẹp nhất. Ngay sau đó, Ngọc Thúy cũng mạnh mẽ đáp trả fan Như Thảo bằng những lời lẽ không kém cạnh. Khinh những con đàn bà, hồ đồ ăn không nói có, đồ hèn mạt chửi không dám gọi thẳng tên. Ai cũng biết sau khi chia tay Ngọc Thúy, đại gia Đức An đến với fan Như Thảo là một trong những chuyện tình ồn ào nhất showbiz Việt. Cuộc khẩu chiến bằng những lời lẽ cay độc giữa người cũ và người mới đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Societin và đừng quên cập nhật những thông tin nóng nhất của Societin bằng cách subscribe kênh SML Channel nhé.